Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, công tác chỉ đạo xử lý vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã được các cấp chính quyền quan tâm. Tình trạng vi phạm mới phát sinh đã giảm rõ rệt so với những năm trước. Tuy vậy, ở một số địa phương vẫn phát sinh vi phạm mới. Từ khi luật thủy lợi có hiệu lực năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát sinh 486 vụ vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, mới xử lý được 117 vụ vi phạm, chiếm 24%. Vi phạm phát sinh trong năm 2024 là 34 vụ, hiện mới giải tỏa được 1 vụ. Trong đó, đoạn kênh Kim Sơn qua thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang có vi phạm của ông Phạm Văn Trường, lòng kênh bị lấn chiếm thu hẹp đến 15,5% so với mặt cắt thiết kế. Đoạn qua phường Bình Đức, thị xã Vĩnh Hảo và qua thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, lòng kênh bị thu hẹp 10% so với mặt cắt thiết kế. Trong đó đáng chú ý, trên hệ thống sông Cửu An, huyện Phù Cử hiện nay có nhiều đoạn sông yếu gây khó khăn cho công tác tiêu nước. Sông Cửu An là một trong hai cái dòng sông trục chính của hệ thống Bắc Hải. Thì qua cái đợt mưa úng của bão Yagi số 3 vừa rồi, truyền tải nước là rất bị hạn chế cái việc tiêu nước và dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu ở khu Đông Nam Cửu An của Hưng Yên. Dòng chảy cũng đã bị lấn chiếm. Bây giờ mặt cắt thiết kế của chúng tôi là mặt khoáng khoảng 50 m, thì bây giờ có bình quân giờ cũng chỉ khoảng 45 m thôi. Có chỗ cũng chỉ còn 35-30 m. Do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua, nhiều địa phương đã phải cơi cao chống tràn đê hệ thống Bắc Hưng Hải như ở xã Bắc Sơn, Hồng Vân, huyện Ân Thi, Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Quang Hưng, Minh Tân, huyện Phù Cử. Vì vậy, các địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm mới phát sinh, kiên quyết không để vi phạm tồn tại.